Băng đến nếp phấn thêm tí nữa không ai thấy rồi. Chưa ra trang tổ khí hướng thuần nó hay là hướng luật nhà là hướng dụng hướng nhiều thank you.
con đi ở địa của con đi ăn luôn có gì ăn luôn cái thứ mà trả lại con nó hiểu cũng như thắng luôn ngon chọn cần xem nên mình một đôi lẩu tương ý một chảnh đấy ra được à? Để mình một đôi lẩu và một chảnh đi. Làm dễ. Đấy là chảnh to. Con cuốn kìa cuốn múa đâu mà múa cái này đi ăn ở đây múa chứ nữa o thuyền o sóc cháu ăn đấy nhỉ hả ăn được không đây dư mình đi con tùy theo là vì nhiều ủ nhiều câu á thì được nhiều trái câu 7-8 câu bằng câu 3-4 câu mình phụ thuộc vào câu ấy dư những mùa này ra một câu là bạn 250 câu là 250 à yeah. Cái ừ. Mua về để mua đó. Nhưng mà nhà bà mất câu nữa thì được 10 trái. Câu nữa thì thường được 9 trái. Tùy theo, còn loài thì còn bay thì được 9 trái, còn bay thì được nửa trái. Nhưng muốn tư nửa trái được đấy. Là 250 ạ? Thì năng hơn bà. Mua về thì lấy được nhiều lần. Hả? Mua về được cả dụng, được cả mất. Mua kiểu rằng mua mất đây về từ vạt đó hả? Thì cần thế thôi, một kỷ đi được một trái. Mà mất rồi thì hay là mất ong rừng. Thường thường đi hỏi ủ nó
đạp tường. Ồ thì được, nhưng mua đi mua thế mua nấy, mua nấy thì được khoảng 4-5 câu chứ mấy. 4-5 câu thì được khoảng bao nhiêu trái? Tổ tình được 3 trái, tương thì 2 trái, 3 trái. Đấy, một kỷ đi, một kỷ đi được 1 trái. Chứ tôi không bán 150. 150 đến 2. Cái loài này thì 2 trăm đi. Tôi còn loài 150, tôi hình hãng 150. Cái loài này là loài 2 trăm đi, cho anh lắp. Thì chỉ có cái ủng thoải mái đó, không có loài mạng. Cái gì bán? Dạ. Cái gì bán? Cái gì bán? Cái gì bán? Nếu mà mất đen đâu thì bỏ cho người dùng nữa. Đen á? Đen rồi nè, không làm gì. Đen thúi đó. Nó uống nè, nó nuôi chi chi á. Uống cái loài đen là độc nữa. Còn kiểu nhiều ăn lúc đâu vang không có chuyển năng đen. Còn cái cao su như húi như thế. Nếu đây bảo hay như chị Thái bán lắm. Trái 200. Là chúng từ khoảng 2 năm rồi đến mà chúa mà chủ mau đến là đem trả lại bảo bảo hay. Thiết kế lên đấy, từ đi mình chăm sóc nhà hàng thiết kiện giản đây, đây khác mình phải vệ sinh chuồng trời vậy anh. Nếu em mua mất thì mấy trăm nữa thôi, nếu mà thích mua 4-5 câu thì mất có tình khoảng được mấy. Còn 3 trái thì 450 là cũng 450, 800 tùy thế đó đâu. Cái hình mua mất đó là mua mất tốt nhất đó khoảng tháng 2 tháng 3 là mất nữa, là mất hoa nhàn hoa vải nữa, là mất nữa hình để được lâu nữa, cũng như cái mất đi là gì để được khoảng 2 năm 3 năm là cái gì ạ. Nguồn hóa nguồn mất nhà hàng đi nguồn hóa nó thằng
chi đâu có hoa ngũ hoa nữa. Có. Mà xung quanh đó thì mất miệt. Hoa ngũ hoa nhà đây. Hiện từ nán nên sinh sản nên đè thế thôi. Mình chỉ cần có cái mật nhiều thì mình lấy. Em mua thế thì. Một ổ nó khoảng 3 vòng câu chứ không? Hoặc là 5 thầu câu tươi thức 3 là đúng 7 ít. Thì chị mua một ổ rồi đi về rồi chị nuôi thôi. Rồi về rồi để như mà em lên đây, nó tự đi đi. Tự đi ăn, tự ở đó. Đừng... Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Dạ.